Bán chay không bà cô ơi? Bán luôn. Mời chú vô coi. Tôi đã đồ bạc xin cảm ơn tất cả mọi người trong suốt thời gian qua. Thứ nhất, những tổ thái chen cảm ơn bà cô. Bán chay không bà cô từ những ngày hôm nay. Các đồ bạc đã nhận định quả tích xanh của Nguyên của. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm đến đồng bạc trong những thời gian đã đồng bạc làm tiếp tục chương trình thánh tư thiện sáng tạo và đi đến mọi người bán chơi không mà cô vô xem kiếm được quả tích xanh không phải dễ à quên cảm ơn TikTok nha đồng bạc đi mua cây đây cây này bao nhiêu tiền bà cố sao không trả lời có nhiều cây đẹp thôi cũng không hỏi cứ lại đẹp cái cây cố nội thôi để lại hỏi thế thì tôi lấy được 80 để tôi đo cái vai em quên là sẽ được bao nhiêu gram 1 2 phải cây già còn đâu thì là cứ phải trẻ chớp cho bà mất cây luôn không phải xoắn.